Thưa quý vị, trong chương mục quan điểm và bình luận hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Khải Minh đăng trên Đài Á Châu Tự Do, Những cao vọng từ một tân thủ tướng Đàm Mưu. Đàm Mưu có lẽ là một căn tính nổi trội ở Phạm Minh Chính, người sẽ ngồi vào ghế thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 5 tháng 4, mặc dù có một số ý kiến phản đối từ các bộ lão trong đảng kể từ khi ông sếp trực tiếp của chính là tướng công an Hoàng Ngọc Nhất bị phế truất năm 2002. Quá trình tiến thân từ một anh thư ký văn phòng để trở thành một thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ vỏn vẹn có 19 năm thôi. Chừng ấy thời gian lăn lộn trong chính trường Ba Đình, từ việc cóp nhặt tin tức hàng ngày để bấm báo cho đến khi đứng đầu chính phủ là cả một sự lao tâm khổ tứ nhiều khi vượt quá sức tưởng tượng nói tướng tình báo phạm minh chính đa mưu là đánh giá cả cái quá trình ấy cải cách hay độc tài dư luận trong và ngoài việt nam đều ghi nhận trong ban bí thư trừ ông trọng ra không ai kết nối với trung quốc tốt bằng ông chính đáng ngạc nhiên hơn phạm minh chính lại có thể từ ban bí thư nhảy ngang qua chính phủ đánh bại hai ứng viên nặng ký là trương hòa bình và vương đình huệ nhảy trái tuyến mà đánh bại được hai kẻ đi đúng tuyến thì ắt phải ủ mưu và được trợ lực rất lớn các nhà viết sử tương lai sẽ kiểm chứng và nhận diện xem ai đã chống lưng cho phạm minh chính là trong đảng hay từ ngoại bang thật sự đó là những câu hỏi mà vào thời điểm hiện nay khó có câu trả lời thỏa đáng Tình hình thời sự nóng bỏng của Việt Nam giờ này chưa phải là lúc trà dư tử hậu để bàn sâu cái câu chuyện theo hướng ấy. Điều dư luận trong nước cũng như quốc tế quan tâm hiện nay đó là Phạm Minh Chính sẽ là nhà cải cách hay là một chính khách độc tài. Nghị trình thời gian tới đây của vị tân thủ tướng này sẽ bao gồm những ưu tiên nào? Dự đoán trong nội bộ cho thấy, ông Chính sẽ không nổ như ông Phúc, ông chính sẽ có năm phó thủ tướng giúp việc và một dàn bộ trưởng để chia sẻ trách nhiệm nhưng chưa rõ tân thủ tướng có dám bỏ qua những công việc sự vụ để lo chuyện lớn trong thiên hạ hay không không biết ông chính có bớt xuất hiện trên truyền thông dành thời gian cùng bộ hạ tính chuyện đại sự hay không và một câu hỏi tế nhị hơn đang được dư luận đặt ra liệu tân thủ tướng có dừng lại ở cái ghế tể tướng hay ông có tham vọng trở thành một hoàng đế như tập cận bình bên tàu cái ghế tổng bí thư đó cái câu hỏi nhiều hơn câu trả lời là đương nhiên đối với một chính khách không xa lạ trên chính trường nước việt nhưng lại vẫn còn nhiều phần bí hiểm và nguy hiểm như con người phạm minh chính nói bí hiểm và nguy hiểm là vì chưa biết tới đây ông chính sẽ dừng chân ở nhà ga nào nếu tham vọng của ông chỉ đơn thuần là quyền lực kinh tế thì ông sẽ thi thố năng lực trên cương vị thủ tướng thời hội nhập sâu rộng mà đã là kinh tế tức là thị trường không còn mấy lằn ranh tư bản hay cộng sản dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng nếu ông chính chỉ chọn cái ghế thủ tướng như một giai đoạn chuyển tiếp để đạt được tham vọng cao hơn về quyền lực chính trị thì đương nhiên ông ta sẽ hướng tới cái ghế tổng bí thư không gian tư duy và hành động lúc này sẽ không chỉ là vấn đề thị trường. Ở đây sẽ là xu hướng ngã theo Mỹ hay ngã theo Trung Quốc, tức là chọn giữa dân chủ hay độc tài. Định hướng phát triển của đất nước sẽ được thiết kế theo các giá trị phổ quát hay đi theo mô thức toàn trị. Trước mắt, ưu tiên của mọi ưu tiên đối với ông chính có thể là tái cấu trúc lại tương quan quyền lực của bộ tứ. Bộ tứ ở bộ chính trị đó thưa quý vị tứ trụ đó việc tái cấu trúc này không chỉ phục vụ cho khung khổ vận hành chánh hành pháp do ông cầm chịch đâu mà còn hướng đến một tình huống tuy không bất định nhưng vẫn chứa nhiều ẩn số đó là liệu trong một tương lai không xa bộ chính trị sẽ đồng thuận ai là ứng viên cho chiếc ghế tổng bí thư tính toán thay đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng khi dư âm đại hội 13 vô tiền khoáng hậu vẫn còn đó dễ bị khép vào cái tội khi quân nhưng với tướng tình báo Phạm Minh Chính lo xa chuyện ấy như một đòi hỏi nghiệp vụ thì lại phải được coi là hợp lý bởi vì có nhiều chỉ dấu cho thấy ngay vàng của Nguyễn Phú Trọng nhìn bề ngoài tưởng vững như bàn thạch thậm chí trông như vô đối nhưng trên thực tế không hẳn là như vậy chiếc ghế tổng bí thư của ông Trọng đang bộc lộ nhiều điểm yếu, có khiếm khuyết lộ diện khá rõ luôn, nhưng nhiều cái lại tiềm ẩn. Trong đó dễ thấy nhất là vấn đề sức khỏe. Trạng thái sức khỏe của Tổng Bí Thư hiện là điều cực kỳ tế nhị và gây bức xúc đối với cả những người ủng hộ lẫn phản đối ông. Đối với các fan của ông đó thì người ta thẳng thốt hỏi nhau, chẳng may Tổng Bí Thư về trời bất chợt, đảng sẽ thế nào, đất nước sẽ ra sao, ai sẽ là người đốt lò tiếp. Còn đối với những người phản đối Tổng Bí Thư đó, thì người ta càng phẫn uất Gần cả trăm triệu con dân nước Việt phải làm đàn cừu dưới cây gậy chăn dắt của một ông già từng đột quỵ lên bục phải có người diều. Thà ông ngồi hẳn vào chiếc xe lăn di chuyển như Tổng thống Franklin Roosevelt đi thì một nhẹ. Túng nên đành phải tính. Nếu hướng tới cái chiếc ghế Tổng Bí Thư, Tân Thủ tướng chắc chắn phải tính đến lá phiếu quan trọng nhất từ Bắc Kinh. Mà để giành được lá phiếu ấy thì kế hoạch ba đặc khu bị gián đoạn lâu nay cần phải được kích hoạt trở lại. Không phải ngẫu nhiên mà tại hội nghị trực tuyến sáng ngày 28 tháng 3, quán triệt nghị quyết đại hội 13, ông chính kêu gọi phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm hẳn nhiên ông chính thừa thông minh để đẩy cái câu chuyện ba đặc khu cho ông phúc độc diễn khi cũng tại hội nghị trên ông nguyễn xuân phúc kêu gọi cần phải tiếp tục nghiên cứu luật đặc khu trước đây chính ông phúc từng chỉ thị phải đối thoại phải lắng nghe phải tiếp thu ý kiến quần chúng của các nhà cách mạng lão thành của các tầng lớp tri thức trong và ngoài nước về luật đặc khu vân vân vấn đề khai thác chung với trung quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển Đông chắc chắn cũng nằm trong nghị trình ưu tiên của tân thủ tướng. Những ai từng biết ông chính khi còn làm tổng cục phó tình báo Bộ Công an dưới thời Nguyễn Tấn Dũng thì đều rõ quan điểm của ông chính. Với Trung Quốc, ta chỉ có cách cùng bạn khai thác chung thì mới yên ổn. Chẳng thế mà mới đây, chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng buộc phải tiết lộ khi tự kiểm điểm nhiệm kỳ chủ tịch nước của mình. Ông đã không thể cho công khai những sự cố xảy ra trên biển Đông vì vấn đề tế nhị. Truyền thông nhà nước trích lời ông Trọng đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021 trước Quốc hội hôm 24 tháng 3 cho biết có những việc không thể nói công khai nhưng có những thời điểm có những sự cố xảy ra ở biển đông xử lý thế nào phía tây của chúng ta thế nào phía tây nam thế nào quan hệ với nước bạn thế nào có những cái xử lý phải nói rất thật với các đồng chí là hết sức tế nhị hết sức khôn khéo nhưng cả hệ thống chúng ta đã làm rất tốt cũng vì cái lẽ trên nên giờ đây trung nam hải có thể cảnh giác Covid-19 gần như đang lật trái và sới tung cả thế giới lên. Cạnh tranh toàn diện Trung-Mỹ đang trên bờ của xung đột. Chưa biết tới đây sẽ là chiến tranh nóng hay lạnh. Đúng như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng viết, sẽ đến lúc nền chính trị thế giới giống như món nộm xuồng xả, khái niệm thanh khiết ở đấy vô nghĩa lắm. Và không thể để Việt Nam chập chững, phải chống lưng cho một bàn tay sắt khác để đưa đứa con hoang đàn trở về đất mẹ, như lời của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì hiệu triệu hồi năm 2014. Giờ đây là thời cơ để tân Thủ tướng đẩy mạnh hơn nữa 15 thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam ký từ hồi tháng Giêng năm 2017. Dùng quốc khố tham gia sáng kiến vành đai và con đường. Sáng kiến vành đai và con đường là phép thử tiếp theo để Trung Quốc thẩm định vận mệnh tương quan giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Phạm Minh Chính sẽ có một sứ mệnh vinh quang là hướng dẫn dư luận trong vấn đề tham gia vào sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Theo người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, luật về ba đặc khu trước đây thất bại là do dân chưa hiểu không rõ Phạm Minh Chính rồi đây sẽ dùng dùi cui, nhà tù hay biện pháp mỹ dân nào khác trong vấn đề tiếp tục dùng ngân khố của quốc gia hay đi vay tiền của nước ngoài để thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường ở Việt Nam. Gần đây, người dân trong nước mới được biết Việt Nam là quốc gia xếp thứ hai về nhận vốn đầu tư từ sáng kiến vành đai con đường, chỉ xếp sau Pakistan, với tổng số tiền đầu tư của năm 2020 là 2 tỷ 460 triệu đô la Mỹ cho hai dự án điện mặt trời dầu tiếng và điện than Nam Định 1 với số vốn là 2 tỷ 16 triệu đô la Mỹ do Trung Quốc chủ đầu tư. Trong khi đó thì các công ty thuộc các nước phát triển ngày càng chối bỏ các dự án điện than vì vấn đề ô nhiễm môi trường và tàn phá sức khỏe người dân. Hơn ai hết, ông chính biết rất rõ tập đoàn Mitsubishi của Nhật đã tuyên bố rút khỏi dự án điện than ở tỉnh Bình Thuận. Trung Quốc ngược lại vẫn hăng hái thúc đẩy các dự án loại này. Được biết Phạm Minh Chính vốn từng dính rất sâu với 3X, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng đó, từ Trung ương khóa 12. Hồi Quảng Ninh, xít nữa thì ông Chính thuyết phục được cả ngôi vua tập thể lái Quảng Ninh theo mô hình thẩm quyến qua cái gọi là đặc khu kinh tế Vân Đồn nếu không vấp phải làn sóng phản đối từ dân chúng cả nước, thì phạm minh chính cũng bị tai tiếng là đại ca vì từng cùng hội cùng thuyền với nhàng aic thái minh ba vàng. nhưng chiến dịch đốt lò của nguyễn phú trọng lại không hề đụng chạm gì đến các sân sâu ấy của phạm minh chính. Đúng như bác sĩ Nguyễn Duy Hướng từ Nghệ An tố cáo, đốt lò chỉ là hành động lòe dân, đánh bóng cá nhân, kiếm cớ để nhốt quyền lực vào cái lòng riêng của Tổng bí thư. Trong bối cảnh ấy, ông Trọng đành phải chấp nhận để Phạm Minh Chính cùng với Vương Đình Huệ vào bộ tứ nhằm cân bằng giữa các phe phái. Riêng ông Chính thì được nhà báo Huy Đức tôn vinh là nhân vật của năm. Facebook đổ ngà dự đoán ông Chính có thể trở thành một Putin của Việt Nam nhưng Facebook Phan Thái Bình không ngần ngại gọi chính là kẻ gian hùng khi mượn lò của ông Trọng, nhân danh trưởng ban tổ chức trung ương đã ném vào đây tất cả những ai từng là đối thủ nặng ký của mình. Điển hình là kỷ luật một loạt các tướng công an. Dự đoán về việc trỗi dậy của tân thủ tướng, giới phân tích chính trị cho rằng ông chính sẽ là người phất ngọn cờ đầu của đảng trên nhiều địa hạt, ngoại trừ tiếp tục sứ mệnh cái lò khét tiếng của ông Trọng. Bởi vì dọn bãi đáp để với cao hơn. Ông chính sẽ không vội vàng gây thù chú quán trong nội bộ. Cuối cùng, chưa rõ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thuyết phục Bộ Chính trị thế nào về người kế nhiệm. Nếu một khi sức khỏe không cho phép quản trị tiếp bộ máy, việc thiếu ứng cử viên hoàn hảo là điều thuận lợi cho ông chính. Hầu hết các ứng cử viên nổi bật đều có khiếm khuyết nhất định và việc lựa chọn một trong số họ đòi hỏi phải đảo lộn các quy tắc kế thừa với một số hiện tượng qua phân tích trên có cơ sở để tin rằng tham vọng của phạm minh chính sẽ không dừng lại ở vai trò thủ tướng chính phủ việc ông chính rồi đây sẽ leo tới tột đỉnh quyền lực của đảng cộng sản việt nam là một khả năng thực tế và một khi ông chính đạt được cao vọng ấy mô hình phát triển của việt nam sẽ trôi về đâu nếu độc tài thông minh hết thời thì sẽ chọn độc tài kiểu gì trên hướng ngược lại, nếu ông Trọng vẫn duy trì được thế bao sân như trước đại hội, thì liệu công cuộc tái cấu trúc quyền lực bộ tứ của ông Chính có vượt qua được cái cửa ải của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không là việc cần tiếp tục theo dõi. Chưa nói Phạm Minh Chính cũng không thể coi thường nhánh lập pháp hiện nay do tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm. Sự trỗi dậy của các tướng lĩnh do tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dẫn dắt cũng là hiện tượng mới. Con đường binh nghiệp của Tướng Giang có thể tạo ra tình thế cân bằng và đối trọng đáng nể hay không đối với các toan tính của tân thủ tướng trong bàn giao với Thiên triều là một ẩn số lớn. Chắc chắn vai trò của quân đội rồi đây sẽ khác xa với thời Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng, bài học lớn nhất đối với các nhà cầm quyền mọi thời đại là lòng dân. Công dân nước Việt hết sức nhạy cảm và quyết liệt bày tỏ sự phẫn nộ đối với mọi thế lực rắp tâm hy sinh quyền lợi quốc gia phản bội lợi ích dân tộc. Việc các sử gia gián nhãn nhuận hồ ngụy mạc đặt hai cái triều đại này ra ngoài lề của chính sử đủ nói lên cái tính nghiêm khắc và công minh của lịch sử. Trong khi ấy, nếu giành được nhiều võ công, người dân sẵn sàng thanh lý khiếm khuyết cho các tập đoàn thống trị nếu các tập đoàn ấy không làm nhục quốc thể.